đây là ranh giới địa phận tỉnh Bình Thuận các bạn, tổng độ 40, ngay cái đỉnh núi là ranh giới hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. Cái ranh giới giữa hai tỉnh quay video phần 26 từ cái ranh giới Lâm Đồng Bình Thuận ở ngay cái đỉnh núi rồi. Về đến Sài Gòn mình đi ngã chợ Phan Thiết và ra Vũng Tàu, sau đó mình về Sài Gòn. Chú anh chị có xem video của vợ chồng mình, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ nha các bạn. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí. Vợ chồng mình có hai kênh YouTube tất cả các bạn. Kênh thứ nhất là kênh vợ chồng sửa xe, và một kênh nữa là kênh vợ chồng du ký. Mỗi lượt đăng ký của các bạn là một nguồn động viên rất lớn đối với vợ chồng mình, để vợ chồng mình có thêm nhiều động lực hơn nữa để làm nhiều video tiếp theo về các con đường. Mình quay video về đường xá tại Việt Nam, mình review về đường, mình đi đến đâu mình quay đó, và mình up lên YouTube để tất cả các bạn cô chú anh chị cùng vợ chồng mình thưởng lãm những cảnh đẹp trên quê hương đất nước con người Việt Nam các bạn. Đâu đâu cũng đẹp. Đây là đèo Đại Ninh, Bắc Bình. Từ đây đến quốc lộ 1A là 51 km. Bạn thấy cái đường không? Ôi má ơi. Cái này để đổ lằn thả dưới. Đứng số 1. Các bạn thấy chiếc xe chạy không? Hơn đèo gì nè. Để đồ tự lăn. Hơn đèo gì quên cũng đi. Đứng hơn cái đèo đó, đèo gì quên cũng đi. Xong rồi chạy lên. Tân mình cũng không dám chạy nhiều. Thật ra nó mất trớn. Giờ xe du lịch nhỏ bé. Nếu chạy nhiều xuống đó là nó bốc lên luôn, nhảy tưng qua cái gờ. Đâu mà đường vắng vừa tầm ngắm chiếc xe du lịch vừa đi xuống, mình vừa đi ra trên đỉnh dốc có một chiếc xe ô tô con vừa đi xuống, cảnh rất là đẹp rồi. Trùng núi non, đầu dốc quanh co, những xe khác là lạng lách là chạy đã mất tiêu hết, còn mình cứ thả thành tàn vừa đi vừa ngắm cảnh. Mình để số 3, tự lên số, hoặc là số 4. Chạy là mình không có thắng. Hai đứa con có review cái điểm này không? Điểm check in đây. Ngừng lại cho chiếc xe nghỉ máy, lỗi đeo đây nên. Check in. Để
kịp check in. Chưa thấy gì. Đây các bạn trẻ hay check in. Rồi đây chụp và tấm hình. Đó là dừng đây. Gió muốn bay luôn. Không có cái hàng rào này là bay xuống luôn như đây. Quá gió. Gió vù. Gió có gió xuống hàng rào không? Con đừng đi xuống đó, gió đó. Gió dữ lắm, gió nó bay người xuống dưới á. Xa lên đây đi, có cái hàng rào. Xa lên đây có cái hàng rào, có bay dính hàng rào lại. Đứng ở hàng rào này chụp chắc ăn hơn. Đèo ở đây là đèo Đại Ninh các bạn. Thủy điện Đại Ninh, đèo Đại Ninh. Gió dữ lắm, không có hàng cây, không dám đứng. Có hàng rào, đứng gần hàng rào. Và chạy quanh quèo cho đến đây. Đây. Cái này là cái ở phía dưới là hồ nước lưng chừng ở trên núi nha bạn. Một hồi mình chạy tới cái hồ nước đó rồi xong vẫn đổ đèo nữa. Rồi mới ra đến biển Phan Thiết. Còn nhiều cái đèo nữa mới ra đến Phan Thiết. Hồi chạy cặp với hồ nước đó, rồi đổ thêm một số đèo nữa mới ra đến ngoài biển. Ở đây còn lưng lưng núi. Tiếp tục cuộc hành trình. Gió quá gió.
Rồi tiếp tục cuộc hành trình các bạn. Gió dữ quá, gió rất là nguy hiểm. Rồi tiếp tục mình đi ra. Rồi sao rồi? Rồi tiếp tục cái đèo đẩy lên. Chừng nào để số 3 phải ra bớt thắng là bớt số 2 gầm vậy đó.
đường Phượt Thủ đi nhiều mà không có mưa nữa, đi sớm. Ngày hôm qua Phượt Thủ đi đường đến đây mưa quá chừng. Số không có dây dù có thẳng đó. Dặn quanh cua nó không có dám lăn lên, néo gà lăn lên nguy hiểm. Được sướng mà thầm thầm còn dòm ở ngoài thì nó khác, dòm trong phim thì nó ít lắm, nhưng mà dòm ở ngoài thì thôi khỏi nói, nó giật đứng. Để số 2 ghi lại. Rồi dốc xuống tiếp. Nói chung là từ Đà Lạt về Phan Thiết thì nhẹ đi, đi xuống dốc thôi. Đây quốc lộ 1A 45 km thôi. Số 2 tụt dốc không? Không
để số không chạy thẳng. Thắng thì lúc nào cũng ăn mà dây thắng này nguy hiểm, ra thắng biết đường đèo nóng rồi. Đại Ninh đó. Đèo Đại Ninh, đang ở đèo Đại Ninh. Đang ở đèo Đại Ninh, quanh cua rất chỏ. Đường này đường xe lớn anh chạy. Mình xuống nó xuống tới cái biển. Mình quay đây này. Xương dốc chạy thấy ghê. Đèo Đại Ninh ở Bình Thuận. Đây xuống dốc ghê, chạy dốc mấy chục cây số. Đường này nó không cần đo, không cần đo. Đây, chạy được chạy không được thôi, không có đo độ đo gì hết, đứt quá. Mấy đèo khác cặp biển, riêng cái đèo này nó không cặp biển. Đây là núi với núi không, nói với đèo khách lên núi với núi không. Còn những cái đèo khác như đèo Cả đâu là bên biển, dễ phân biệt lắm, bên biển bên đèo. Cả số 3 mà chẳng làm hai gì đó. Thả đùng đùng một mầm. Đèo Đại Ninh luôn mấy chục cây số luôn. Gầm mấy xe. Thiết rồi nó chụp bão. Cho con mắt
Đi lên thì không sợ, không sợ đi xuống. Chạy xuống rồi giờ chạy lên. Giờ để đường dốc mình co thôi chứ không có để mấy độ á. Lên số 3 vẫn còn được, đứng dốc 10 độ. Chạy số 3 vẫn bình thường. Mở cửa sổ, mở bình thường, mở bên lạnh cho gì bớt mát như vậy. Con có mở dịch sẵn thì dịch được. Chạy bình thường ngày 5-7 bận thôi đâu. Em khóc rồi sao mà hư xe vậy? Thôi đâu, đâu dọc xe. Xe này
Thì hồ thủy điện Đại Ninh mình để số 2 cho nó lên xuống cho nó an toàn tuyệt đối. Thì có gì mất thắng hay gì ủi đứt xe. Rồi thử. Xuống dốc thì chạy xe đứt xe lớn an toàn thôi. Thứ nhất là phải ra đi đường đèo nguy hiểm. Chạy xe đứt xe được chứ đâu. Để cho qua hết. Qua hết rồi. Mình ở đây còn ngừng lại review nữa mà. Nào chụp hình không? Nắng quá nè. Giờ đây tới cái chỗ trũng trũng mà nãy trên cao dòm xuống đó. Tới đây là mới có lưng lưng à. Còn đổ dốc nữa mà. Còn nhiều dốc nữa. Còn đổ dốc tiếp. Tiếp tục rồi. Tức là nó đang chứa trên cao các bạn, nó còn xuống sâu nữa. Hồ thủy điện Đại Ninh. Còn đổ dốc. Và mình xin kết thúc ở đây.